Triển lãm Gia Cam, Lương Tri và Công Lý khắc họa rõ nét về tác hại của chiến tranh hóa học ở Việt Nam và hành trình khắc phục hậu quả và đi tìm công lý. Hội thảo quốc tế tài chính ngân hàng tại Việt Nam năm 2018, diễn đàn chia sẻ kết quả nghiên cứu thực trạng, thách thức và triển vọng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển hỗ trợ tích cực cho ngư dân vươn khơi dài ngày và nâng cao hiệu quả khai thác hải sản trên biển. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Phần điểm những tin chính vừa rồi đã mở đầu chương trình sáng nay, thứ Sáu ngày 26 tháng 10. Sau đây là những nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, chiều qua Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự thảo luật bảo vệ bí mật nhà nước. Tham gia thảo luận, đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã đóng góp ý kiến quan trọng vào dự thảo luật này. Tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại tổ và hội trường về dự án luật bảo vệ bí mật nhà nước. Sau kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phối hợp với Ban soạn thảo dự án luật và cả cơ quan hữu quan tổ chức nghiên cứu tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật. Đồng tình với nhiều ý kiến tham gia phát biểu của các đại biểu về những vấn đề liên quan như bố cục của dự thảo, về phân loại bí mật nhà nước, phạm vi bí mật nhà nước. Đại biểu Phạm Như Hiệp, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng đối với nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước quy định tại điều 3 khoản 5 cần xem xét nội dung quy định bí mật nhà nước được bảo vệ theo thời hạn quy định tại luật này, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân. Vì quy định như dự thảo có sự mâu thuẫn giữa nội dung bảo vệ bí mật nhà nước và quyền tiếp cận thông tin của người dân. Vì nếu đảm bảo quyền tiếp cận thông tin cho người dân, trong đó có cả những thông tin là bí mật nhà nước, có nghĩa là mọi công dân đều có quyền được thông tin về bí mật nhà nước. Vì thông tin đó không thể gọi là bí mật nhà nước được và cũng theo quy định tại Điều 6 Luật Tiếp cận Thông tin, quy định những thông tin công dân không được tiếp cận. Do đó, để đảm bảo việc tiếp cận thông tin phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành tại khoảng 5 điều 3 dự thảo luật, đề nghị ban soạn thảo quy định sửa đổi là bí mật nhà nước được bảo vệ theo thời hạn của quy định tại luật này và đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân theo quy định của pháp luật. Đại biểu Phạm Như Hiệp cũng nêu ý kiến về phạm vi bí mật nhà nước quy định tại điều 7 là quá rộng, cần phải được quy định cụ thể rõ ràng hơn để đảm bảo tránh lạm dụng việc ban hành chủ trương chính sách mang tính nội bộ dẫn đến nguy cơ lợi ích nhóm. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Chiều qua tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế tổ chức khai mạc triển lãm Gia Cam, Lương Tri và Công Lý. Hơn 200 hình ảnh tư liệu hiện vật trong khuôn khổ triển lãm đã khắc họa rõ nét hơn về tác hại của chiến tranh hóa học ở Việt Nam, cùng hành trình khắc phục hậu quả và đi tìm công lý. Tham dự khai mạc triển lãm có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Về phía lãnh đạo Bộ Quốc phòng có Thiếu tướng Hà Văn Cử, Tư lệnh Binh chủng Hóa học Bộ Quốc phòng. Hoạt động ý nghĩa này do Bộ Tư lệnh Hóa học, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức. Chúng tôi nhằm cái thông điệp là để kêu gọi cộng đồng quốc tế cũng như là kêu gọi trong nước để tất cả tập trung vào góp sức của mình để tập trung vào khắc phục cái hậu quả xử lý chất độc tổ nông sơn tranh cũng như là cái chung tay để giúp đỡ cho các nạn nhân về Gia Cam đôi xin. Trải dài từ dải đất miền Trung lên khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, màu cam trên tấm bản đồ thể hiện những khu vực bị quân đội Mỹ rã chất độc hóa học giai đoạn từ năm 1961 đến 1971 với diện tích trên 3 triệu hecta. Những bức ảnh tư liệu về các điểm tập kết chất độc hóa học cùng hiện vật là các loại bom đạn hóa học và đặc biệt là những bức ảnh của các nạn nhân chất độc da cam. Phần một của triển lãm khắc họa rõ nét tác động của chất độc da cam đối với môi trường, các hệ sinh thái và sức khỏe con người. Hàng trăm nghìn nạn nhân đã chết trong đau đớn, hàng trăm nghìn người khác đang từng giờ vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo, nhiều trẻ em sinh ra bị dị tật. Theo thống kê chưa đầy đủ, cả nước có trên 150.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ hai, 35.000 nạn nhân thế hệ thứ ba và ngay cả ở thế hệ thứ tư, con số này vẫn lên đến hàng ngàn. Phần 2 và phần 3 của triển lãm giúp người xem hiểu thêm về những nỗ lực trong khắc phục hậu quả chất độc hóa học và các hoạt động của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam và hành trình đi tìm công lý. Sinh ra khi đất nước hòa bình nhưng vẫn phải gánh chịu nỗi đau từ cuộc chiến. Nhưng những nạn nhân chất độc da cam không phải là những người chỉ biết đau khổ, cam chịu. Họ đã vượt lên số phận, vượt qua nỗi đau của bệnh tật, của sự khiếm khuyết cơ thể
và cả trí tuệ để vươn lên trong cuộc sống, trong học tập và công việc, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về nghị lực phi thường và niềm lạc quan. Đó cũng là thông điệp mà triển lãm mang đến cho người xem trong phần 4 gồm các bức ảnh về những tấm gương vượt khó. Con cảm thấy là triển lãm này nó rất là đầy ý nghĩa. Nó cũng có thể hiểu được cái nỗi đau mất mát của những cái người mà bị chất độc da cam. Con phải hiểu được cái tính thân vượt khó của họ, dù họ có cảm thấy là đau hay răng nữa thì họ vẫn cố gắng vượt qua. Cho con thấy là dù là mình có vượt, mình có những cái trắc trở gian nan như thế nào thì mình vẫn phải tiến bước. Dù các bạn đã bị chủng chất độc da cam nhưng mà các bạn vẫn rất cố gắng trong thi đua học tập, trong hội đồng thể thao vân vân. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 25 tháng 11 tới. Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2016-2018. Hội nghị dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 515 của tỉnh. Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 515 của tỉnh, trong 2 năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị của tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, triển khai thực hiện đề án một cách chặt chẽ, luôn xác định rõ mục tiêu của từng năm, từng giai đoạn và coi đây là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng. Từ năm 2016 đến năm 2018, công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tuy gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của các cấp, ngành, đơn vị, toàn tỉnh đã tìm kiếm và quy tập được 122 hài cốt liệt sĩ, trong đó 42 hài cốt được quy tập ở nước bạn Lào và 80 hài cốt ở trong nước. Bên cạnh đó, việc xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ cũng được triển khai tích cực, đã gửi mẫu sinh phẩm của 1.673 mộ đi giám định ADN. Phát biểu tại hội nghị, bên cạnh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện các đề án, Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Dung đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quyết tâm dù còn một thông tin, còn một nguồn tin cũng phải tìm cho bằng được để đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, với Tổ quốc thân yêu. Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, người đứng đầu cả cấp, coi trọng và đưa việc làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thành nề nếp thường xuyên trong cuộc sống. Đây là một trong những nhiệm vụ được Huyện ủy Quảng Điền xác định tại hội nghị giao ban thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung phân tích, làm rõ thêm những kết quả, chia sẻ những cách làm hay của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong quá trình tổ chức thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề 2018, đồng thời chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất kiến nghị với Ban Tuyên giáo Huyện ủy có hướng dẫn chỉ đạo, giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là vấn đề nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu. Để thực hiện tốt hơn chỉ thị 05 trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Quảng Điền đề nghị cấp ủy các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị 05 gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện chỉ thị 05, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp, coi trọng và đưa việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nề nếp thường xuyên trong cuộc sống. Tiếp tục chương trình với những thông tin khác. Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế vừa phối hợp với Hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam tại Pháp và cộng đồng quốc tế cho sự phát triển kinh tế tài chính tổ chức hội thảo quốc tế tài chính ngân hàng tại Việt Nam năm 2018. Hội thảo có sự tham gia của hơn 100 chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, các giáo sư, nhà nghiên cứu của nhiều trường đại học lớn và uy tín đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Pháp, Đức, Australia, Nhật Bản. Hội thảo đã nghe các chuyên gia, nhà khoa học báo cáo các nội dung liên quan như định giá và phân bổ tài sản, dịch vụ tài chính và điều tiết hệ thống ngân hàng, quản trị doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp, quỹ đầu tư quốc gia và quỹ đầu cơ, tài chính các thị trường mới nổi, điều tiết tài chính, khủng hoảng tài chính và lan tỏa khủng hoảng, tài chính định lượng và chứng khoán phái sinh, tiền tệ, thị trường và các định chế tài chính, hiệu quả hành vi thị trường, quản trị tài chính đa quốc gia, tối ưu hóa và quản lý danh mục đầu tư, quản trị rủi ro. Hội thảo quốc tế tài chính và ngân hàng tại Việt Nam 2018 là cầu nối cho sự giao lưu, trao đổi và hợp tác giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước. Là diễn đàn trao đổi và chia sẻ kết quả nghiên cứu và thảo luận thực trạng, thách thức và triển vọng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng,
Đồng thời, hội thảo cũng là cơ hội thúc đẩy sự hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Huế với các đối tác quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Qua các lần tổ chức, hội thảo quốc tế liên ngành ngôn ngữ trở thành diễn đàn quan trọng về hợp tác khoa học, về nghiên cứu, về ngôn ngữ, văn hóa giữa các nhà nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế. Hội thảo lần thứ tư năm 2018 do Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế đăng cai tổ chức được khai mạc vào ngày hôm qua với sự tham gia của gần 40 trường đại học cao đẳng, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế. Hội thảo lần này, ban tổ chức đã nhận được khoảng 150 bài toàn văn của các nhà nghiên cứu, giảng viên và học viên, nghiên cứu sinh. Đặc biệt, ngoài ba đơn vị đồng tổ chức từ Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, hội thảo còn nhận được bài báo của các tác giả từ các trường đại học ở Mỹ và Philippines. Trong ngày diễn ra hội thảo, có 2 báo cáo được trình bày ở phiên toàn thể và 110 báo cáo ở 10 tiểu bang song song. Đối với tinh thần của hội thảo, đa số các báo cáo đều liên ngành, đa ngành như ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn biên phiên dịch, dạy thực hành tiếng, nghiên cứu tục ngữ, thanh ngữ, văn hóa và ứng dụng vào giảng dạy, nghiên cứu ngôn ngữ với góc độ văn hóa, liên văn hóa và áp dụng vào việc giảng dạy, v.v. Với uy tín từ những lần tổ chức trước, hội thảo quốc tế nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ lần này được kỳ vọng sẽ tạo diễn đàn học thuật, trao đổi thông tin khoa học và báo cáo kết quả nghiên cứu về ngôn ngữ, văn hóa giao tiếp và ứng dụng nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa trong giảng dạy ngôn ngữ, đồng thời tạo kết nối cho trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế. Ban tổ chức Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Toàn quốc năm 2018 do Đại học Huế đăng cai vừa tổ chức khai mạc phiên họp các hội đồng chấm và đánh giá các đề tài được vào vòng chung khảo. Ban tổ chức Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm 2018 đã nhận được 389 đề tài dự thi từ 88 trường đại học, học viện trong cả nước. Số đơn vị dự thi và số đề tài dự thi năm nay tăng 11 đơn vị với 53 đề tài so với năm 2017. Tổng số sinh viên tham gia vào các đề tài dự thi là 982 sinh viên, đặc biệt có cả sinh viên Lào là thành viên của nhóm nghiên cứu. Với tiêu chí tham gia xét giải thưởng là đề tài phải được hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá xếp loại xuất sắc, có tính mới, tính sáng tạo, có giá trị khoa học và thực tiễn. 6 lĩnh vực khoa học và công nghệ được tham gia xét giải thưởng bao gồm khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp, khoa học xã hội và khoa học nhân văn. Dựa vào số lượng và chuyên môn của các đề tài, sau vòng sơ khảo được tổ chức vào cuối tháng 8 vừa qua, Đại học Huế đã tổ chức chấm và chọn ra 63 đề tài được chọn vào vòng chung khảo. Lễ tổng kết và trao giải sẽ được diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế vào chiều ngày 27 tháng 10. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Nhằm nâng cao kỹ năng xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm nông sản đặc sản của tỉnh, sáng qua Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương tỉnh tổ chức khóa tập huấn cho các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh, cán bộ phòng kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố Huế. Các đại biểu tham gia tập huấn được giảng viên Trường Đại học Kinh tế Huế giới thiệu chuyên đề về kỹ năng xúc tiến thương mại, kỹ năng giao tiếp và ứng xử với khách hàng, trong đó nhấn mạnh về yếu tố khách hàng, thái độ người bán hàng, kỹ năng lắng nghe khi giao tiếp với khách hàng. Đây là khâu yếu của nhiều đơn vị doanh nghiệp khi tiếp cận và giới thiệu bản sản phẩm đến khách hàng. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được tìm hiểu các kỹ năng, kinh nghiệm thực tế khi tham gia kết nối tiêu thụ sản phẩm nông đặc sản, phương pháp tiếp cận với các nhà phân phối, việc nắm bắt thực tế về nhu cầu thị hiếu khách hàng để sản xuất phù hợp. Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận, tìm hướng đi cho doanh nghiệp trong việc xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển về số lượng đội tàu đánh bắt xa bờ trong thời gian qua, dịch vụ hậu cần nghề cá tại nhiều địa phương trong tỉnh đã và đang có những bước phát triển khởi sắc, hỗ trợ cho ngư dân vươn khơi dài ngày và nâng cao hiệu quả khai thác hải sản trên biển. Trong quá trình hiện đại hóa nghề đánh bắt xa bờ của các địa phương hiện nay, thì dịch vụ hậu cần nghề cá giữ vai trò rất quan trọng trong hỗ trợ đẩy mạnh phát triển khai thác trên vùng biển, đảm bảo an toàn cũng như nâng cao hiệu quả thu mua, chế biến sản phẩm của ngư dân. Ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới tại xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, địa phương có dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển của tỉnh. Những ngày này, tại cơ sở đóng tàu Thuần Mậu, xã Lộc Trì, con tàu dịch vụ hậu cần nghề cá có tổng công suất gần 1.100 CV đang dần được hoàn thiện để kịp hạ thủy vào đầu tháng 10 âm lịch, nâng tổng số đội tàu dịch vụ hậu cần nghề cá tại địa phương lên 34 chiếc. Trung bình mỗi tháng, những hộ làm nghề dịch vụ hậu cần nghề cá xã Lộc Trì có từ 3 đến 5 chuyến vươn khơi. Bên cạnh thu mua hải sản trên biển để mang vào bờ, những con tàu này còn cung cấp nhiên liệu, lương thực cho các tàu đánh bắt xa bờ ngay tại những vùng biển xa. Mỗi chuyến biển như vậy mang về cho các chủ tàu từ 200 đến 400 triệu đồng tiền lãi. Thu mua này rất đạt, mà bà con ngư dân ngoài làm nghề cũng rất đạt.
là vì được cả hai bên luôn. Và vì họ bám biển cả tháng, chúng tôi là hậu cần vô hàng xong rồi ra là tiếp nhiên liệu, dầu, đá, lương thực, ăn uống cho bà con yên tâm để bám biển làm ăn ngoài vùng của Việt Nam mình. 2015-2016 thì làm cũng có thu vào thì cũng được. Còn năm nay dầu mờ cao thì thấy hơi khó, bà con hơi khó chứ. Sau nhiều năm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo quyết định 48, nghị định 67 và mới đây là nghị định 17 của chính phủ, năng lực khai thác hải sản trên biển nói chung, nhất là khai thác hải sản xa bờ của ngư dân vùng biển trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, loại hình dịch vụ hậu cần nghề cá đặc biệt phát triển mạnh trong thời gian qua. Hiện nay toàn tỉnh có trên 440 chiếc tàu đánh bắt xa bờ, trong đó số lượng đội tàu phục vụ hậu cần nghề cá chiếm khoảng 15-20%. Không chỉ đóng vai trò làm đầu mối thu mua, tiêu thụ hải sản trên biển, lực lượng hậu cần còn hỗ trợ đắc lực cho đội tàu đánh bắt xa bờ các tỉnh bạn như Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi trong hoạt động đánh bắt. Với tư cách là lãnh đạo chính quyền địa phương, chúng tôi cũng rất quan tâm và cũng có nhiều cái nguồn hỗ trợ từ ngoài cái nguồn hỗ trợ của trung ương, của tỉnh như quyết định 48, quyết định số 7 để hỗ trợ xăng dầu cho bà con. Ngoài ra thì về là chúng tôi cũng là cũng quan tâm đến bà con vì kết thúc một tháng là bà con cũng có về địa phương nghỉ 5-7 ngày ở cái mùa trăng tròn, thì cũng tiếp xúc với bà con để dặn dò và động viên thăm hỏi, và chúng tôi cũng cố gắng là làm cách nào đó để cái đội tàu dịch vụ xa cân xa bờ của Lục Trì ngày càng phát triển mạnh hùng hậu hơn nữa. Khó khăn hiện nay đối với nghề khai thác xa bờ nói chung và dịch vụ hậu cần nghề cá nói riêng vẫn là cơ sở hạ tầng nghề cá chưa được đầu tư đồng bộ. Nhiều âu thuyền, cảng cá xuống cấp, luồng lạch ra vào cửa biển bị bồi lấp nhưng chưa được quan tâm đầu tư. Làm sao để cơ sở hạ tầng phục vụ dịch vụ hậu cần trên bờ được phát triển một cách tương xứng đang là vấn đề cấp thiết cần đặt ra hiện nay. Tại Thừa Thiên Huế hiện nay thì chúng ta chỉ có mới mạnh trên các cái tàu thu mua trên biển. Thế còn cái dịch vụ hậu cần nghề cá trên bờ thì nó chưa đồng bộ. Một trong những cái nhiệm vụ của hiện đại hóa cái nghề cá xa bờ thì cũng là cần phải phát triển các cái hệ thống cảng cá, bến cá, khu neo đậu và các cái cơ sở thương mại dịch vụ, thì cũng đề nghị là các cái cơ quan cấp trên, các cái đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng các cái công trình hạ tầng nghề cá đầu tư nhanh chóng để mà đồng bộ với là cái nghề cá. Hơn 2 năm sau sự cố môi trường biển, bức tranh của nghề khai thác thủy hải sản đang bắt đầu cho thấy những mảng màu tươi sáng thông qua sự quan tâm, đồng hành từ chính quyền các cấp, mà cụ thể là bằng những hiệu quả từ chính sách, bằng nhiều giải pháp thiết thực cùng sự hỗ trợ tích cực hơn nữa trong thời gian tới. Mong rằng những chuyến vươn khơi sẽ tiếp tục được nối dài, mang về cho bà con ngư dân những mùa vàng của biển khơi. Thưa quý vị, mặc dù cả cơ quan chức năng liên quan của tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra xử lý hoạt động khai thác cát trên sông Hương, tuy nhiên tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn trong thời gian qua. Ghi nhận của phóng viên, liên tục trong thời gian qua, gần đây nhất vào sáng ngày 23 tháng 10, sông Hương đoàn qua Chùa Thiên Mù, từng chiếc ghe thuyền thay phiên nhau chở cát từ phía thượng nguồn xuôi về hướng cầu Trường Tiền. Người dân địa phương, thuyền khai thác cát lậu thường lợi dụng đêm tối để hút trộm cát dọc đoạn sông Hương từ bãi bồi Lương Quảng đến khu vực cầu Tuần. Theo tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, trước đó tại bãi bồi Lương Quảng có 3 công ty được cấp phép khai thác cát dưới lòng sông, đó là Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hồng Phát, Công ty Châu Thành Phát và Công ty Cổ phần Xây dựng 939. Tuy nhiên, đến đầu tháng 10 năm 2018, cả 3 doanh nghiệp này đều bị rút giấy phép khai thác vì vi phạm hút cát quá độ sâu cho phép. Hiện trên sông Hương không có bất kỳ doanh nghiệp cá nhân nào được phép khai thác cát. Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình hồ sơ xử lý vi phạm hành chính của 3 doanh nghiệp lên cấp trên. Theo đó, mức xử phạt mỗi doanh nghiệp là từ 600 triệu đến 1 tỷ đồng. Trên thực tế, việc cát sông Hương vẫn bị hút và vận chuyển trái phép vào ban đêm là không được phép, vì trước đó tỉnh Thừa Thiên Huế đã có chỉ thị cấm việc khai thác vận chuyển cát về đêm. Thông tin thời tiết tại Thừa Thiên Huế ngày hôm nay cũng sẽ kết thúc chương trình Huế ngày mới sáng nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thời tiết Thừa Thiên Huế ngày hôm nay do ảnh hưởng của rìa phía tây nam của không khí lạnh tiếp tục suy yếu nên chiều tối có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ dao động từ 20 đến 32 độ, độ ẩm 78 đến 82%. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.